Kỳ lạ, cô bé 11 tuổi có thể ngửi thấy mùi của màu sắc. Dipti Redmi, một cô gái 11 tuổi ở Nepal đã phát hiện và đang dần phát triển một khả năng đặc biệt của mình. Em bé có khả năng nhận diện màu sắc bằng cách ngửi và thậm chí có thể nhận biết màu sắc ngay cả khi bị bịt mắt. Dù không có một chẩn đoán chính thức nào, nhưng khả năng của em có liên hệ với hiện tượng nhận cảm, được biết đến là giác quan thứ phát hay cảm giác kèm. Hiện tượng cảm giác kèm này khiến các giác quan của con người trở nên không rõ ràng, làm khả năng cảm thụ của một bộ phận tiếp nhận, ví dụ con mắt, kích thích cảm giác ở một bộ phận khác như mũi. Điều này khiến Dipti có thể nhận diện màu sắc bằng cách ngửi. Còn có nhiều người khác mường tượng ra màu sắc qua việc nghe nhạc hay nhận ra mùi vị khi họ nghe những âm thanh nhất định. Tuy nhiên, bất cứ sự kết hợp nào của việc giác quan nối mạch giao nhau sẽ đem đến khả năng này và không chỉ hạn chế ở những ví dụ nêu trên. Dipti Redmi tin rằng khả năng của em là một món quà của Thượng Đế. Em đang luyện tập để làm cho khứu giác nhạy bén hơn với hy vọng có thể sử dụng khả năng của mình để giúp những người mắt kém. Em xuất hiện trong một đoạn phim ban đầu được gửi tới cho Daily Mail, cảnh em đang nhận diện màu sắc trong khi bị bịt mắt bằng cách ngửi nhiều vật khác nhau. Em cũng được cho là có khả năng nhận ra màu sắc in trên báo và đọc chữ in bằng cách cảm nhận nó. Cảnh phim này do Pushkar Deban ghi lại, người còn chưa biết là có quan hệ thế nào với gia đình của Redmi. Tôi đã kiểm tra băng vải bịt mắt để chắc chắn là em không thể nhìn xuyên qua đó. Tôi thật sự kinh ngạc là em có thể nhận diện màu sắc bằng cách ngửi và cảm nhận được nét chữ với ngón tay dễ dàng đến như vậy, Pushkar nói. Em học rất giỏi, bố mẹ em rất vui mừng với tài năng hiếm có mà con gái họ có được. Theo Hội Tâm lý học Mỹ, chỉ có khoảng 1 trong 2.000 người trên toàn cầu xuất hiện tình trạng này. Hội chứng cảm giác kèm thường xuất hiện nhiều hơn hẳn ở nữ giới. Người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra hội chứng này. Theo các nhà nghiên cứu của ABB, trong vài trường hợp có thể do một nhân tố di truyền gây ra và thường xảy ra hoàn toàn tự phát. Điều không quá ngạc nhiên là hiện tượng cảm giác kèm cao gấp 8 lần trong các lĩnh vực công việc có tính sáng tạo và rất phổ biến trong các nhạc sĩ. Mary W. Grant Ocean, Tori Amos, Billy Joel và Pharrell Williams, tất cả đều xuất hiện hội chứng này. Vài nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như tiểu thuyết gia người Nga Vladimir Nabokov, họa sĩ Vincent Van Gogh và nhạc sĩ Duke Ellington cũng có. Món quà của Thượng Đế mà Dipti nhận được sẽ giúp Dipti có một tương lai tươi sáng trong lĩnh vực mà cô bé theo đuổi. Hãy vận dụng nó để sáng tạo, để làm những việc tốt đẹp cho những người xung quanh mình nhé.